Thôi Bitcoin thì cũng đã sập rồi các bạn, sẽ có đợt hồi phục nhưng mà các bạn phải chú ý và biết đường chốt ra chứ không phải cứ hâu cứng nha các bạn. Sẽ có lúc các bạn sẽ thấy màu hồng, rất hồng, rất hồng, rất tươi sáng, nhưng đó là lúc bạn nên chốt ra. Còn bây giờ thì sao, mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy Aerox, cái đồng này. Là cái đồng gì mình cũng chẳng biết nữa các bạn. Nói chung là cái chương trình đó là Summoner gì đây đó, đại loại là cái đồng này nó sẽ phát cho chúng ta BUSDT, 5 BUSDT, và đương nhiên nếu bạn chiến thắng thì bạn sẽ có một NFT tương ứng với 50 đô. Nói chung là cũng đáng giá đó các bạn, thì bởi vì nó dễ mà, nó dễ thì mình làm thôi các bạn. Rồi cứ tích đại đi các bạn, continue. Bây giờ nó biểu mình xem cái thằng này trên Facebook nè. Ok, xem. Rồi, thích luôn. Thích luôn. Rồi. Ok, like. Xong. Tiếp theo tham gia vào cái nhóm Discord của nó. Rồi, chấp nhận lời mời. Hoàn thành. Ok, cái đoạn này continue. Rồi, tham gia nhóm Telegram. Rồi, open. Rồi, xong. Continue. Sắp tiếp Telegram. Rồi, Join Channel. Xong. Oh yeah. Có gì đây trời. Follow Twitter. Chắc là nó phải bắt mình lấy cái account này các bạn. Retweet. Ok, thì retweet thôi. Retweet. Rồi xong. Kiểm tra đi. Rồi. Like, tweet, tag ba đứa. Rồi đặt lại. Submit your wallet. Continue. Nhớ lại ví này, ví BSC nha các bạn. Rồi lấy cái link này. Giới thiệu mọi người cùng làm cho vui, kiếm thêm tiền nha các bạn. Rồi, vậy là xong.